tôi thích cái lứa tuổi của các bạn, một bạn 16 đúng không ạ, và một bạn 18 đúng không ạ. Vì vậy cho nên là cộng lại tôi muốn 34%, 300 triệu cho 34%. Và tôi sẽ cam kết không tăng vốn để mà đảm bảo cái tỷ lệ của các bạn không bị ảnh hưởng nữa, và thậm chí là các bạn có thể chủ động tăng để chiếm lại cái quyền chi phối lớn trong công ty. Cái lợi nhuận mà thu được từ cái phần cổ tức của tôi cũng sẽ không rút về để mà bỏ túi, mà chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái việc có ý nghĩa hơn, ví dụ như là đầu tư xây trường học cho các bạn nhỏ vùng cao, hoặc là trồng cây, hoặc là bảo vệ môi trường, hoặc cái hoạt động gì đó sau này chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ. Thực ra thì tôi rất muốn là mục tiêu đầu tiên các bạn phải đảm bảo cái việc học hành, không được quá sao nhãng, và hãy cứ xem như đây là một cái cuộc thực hành, thực tập, nhưng mà như thật chúng ta phải rất nghiêm túc đấy, để mà sau này khi chúng ta không phải là 300 triệu mà nó là 300 tỷ, không phải là 1 tỷ mà nó là 1.000 tỷ thì chúng ta vẫn cứ điều hành bình thường. Con nghĩ là cái số phần trăm hiện tại của Trác Hưng đưa ra là hơi quá lớn so với kỳ vọng tụi con. Đâu, chưa đến 36% mà. Trác Hưng có thể cho con, tụi okay. con 2 phút hội ý. Alright. Cháu đang định gọi số để tư vấn về cái điều hiện tại ạ. Thì hiện tại là bây giờ Trác Hưng đang offer cháu là 300 triệu cho 34% ạ. Thực ra thì về cổ phần đó thì con có thể con trao đổi với chú Hưng ấy, là hoặc là chú lấy 34% cổ phần, hoặc là chú có thể đầu tư trực tiếp vào cái vấn đề mà một số mất và đảm bảo nhất cho chú Hưng là cái vốn chú Hưng đầu tư là không có bị mất. Con xin offer lại Trác Hưng là 300 triệu cho 25%, được không ạ? Thôi cưa đôi đi, 30%. Thôi được ạ, con chấp nhận điều của Trác Hưng. Ok. Con xin cảm ơn Trác ạ. Ok, dạ. Chúc mừng các bạn. Thật ra đối với các bạn trẻ khởi nghiệp ở lứa tuổi rất là sớm như vậy thì là mình đánh giá cao nhất là cái tinh thần khởi nghiệp của các bạn. Và đó là những cái gọi là những cái minh chứng và những cái ví dụ điển hình nhất về cái tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ, tinh thần tự lập. Thực ra bây giờ thì rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta lo lắng về các bạn trẻ, vì là các bạn ấy có những mối quan tâm dường như là nó không giống thế hệ chúng tôi. Và bởi vậy cho nên là với những bạn trẻ mà thậm chí còn là tuổi rất trẻ, chưa đủ tuổi để mà thành lập doanh nghiệp hay là đại diện pháp luật của doanh nghiệp, mà các bạn đã có tinh thần khởi nghiệp rồi thì đó là một điều rất là đáng khích lệ. Tuy nhiên chúng ta không vì mục đích lợi nhuận, là vì sao, là vì tôi không muốn là các bạn ấy quá dành nhiều thời gian mà ảnh hưởng đến cả chuyện học hành. Nhưng mà khi đã khởi nghiệp là các bạn ấy phải có một cái thái độ nghiêm túc đối với chuyện khởi nghiệp, chứ không phải đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu. Đó là cái tinh thần mà khi tôi nói đến cái chuyện này. Tất nhiên là đây là một cái số tiền đầu tư tương đối nhỏ, và vì vậy cho nên là mong muốn rằng là cái truyền đạt được đến cái tinh thần khởi nghiệp cũng như là các cái bài học về kinh doanh qua các cái tình huống thực tế của các bạn ấy là điều quan trọng nhất. Và tôi cũng mong muốn rằng là các bạn sẽ phải tập trung vào việc hoàn thiện việc học hành, vì đây là cái việc học nó là chuyện cả đời, nhưng mà cái bằng cấp đầu tiên, hoàn thành được cái bằng đầu tiên trong cuộc đời là điều hết sức quan trọng. Mùa đông gọi vốn kéo dài đang cản trở hoạt động của giới khởi nghiệp. Các cá mập xuất hiện để tiếp thêm nguồn lực và cùng các startup tìm giải pháp vượt qua những khó khăn trước mắt. Hãy cùng phá băng tìm cửa sáng.